bữa nay mình đi câu cá thử coi có cá không nha. Đây, bây giờ chuẩn bị lấy cần câu nha. Tối đến là cua nó bò ngang qua mình vớt nó, làm lưỡi để chuẩn bị câu cá. Cá thì chưa thấy mà mới thấy mực quá trời luôn nè, thấy không? À, bây giờ cũng bị chuẩn bị câu cá nha. Giờ quăng đâu mà con gì đâu, ăn giật nãy giờ mà thì đóng tuần nãy giờ chưa xong. Mình được có 3 con rồi đó nha. Cũng về tới đây đó, anh đó đang available, anh này thì có chủ rồi nha. Cái biển Clearwater Beach là đẹp nhất number one luôn. Áo này áo đi đám cưới mà đi mặc đi câu cá luôn. Đây thịt bò bây giờ lửa lên rồi nè. Hồi nãy lạnh lấy tay kiếm được cái áo, bây giờ lạnh cái quần, lạnh hai cái chân, hai chân không có quần vậy lấy cái khăn quá. Anh cuối cùng đựng con hả? Cuối cùng sụp tối không có được con cá. Đây là những cái ghế mà mình mới đem rồi tiệm nó may lại cho nó đẹp nè. Vừa rồi nó bị rách và cũ rồi, cho nên bữa nay mới xong là bây giờ chuẩn bị ráp lên tàu. Hello Ten. Đây là anh Thành, anh tài công. Đây mình lên mình quay cái tàu trước khi mà gắn ghế lên nha. Ây da. Đó, thấy không? Gà nó chạy qua nhà ta rồi. Anh cho linh tính nó xảy không? Đây cho nó xảy. You have fun, okay? Huh? Are those the new cushions? Yeah. I remodel everything and make it look good. Đây là người hàng xóm. Look like this now. Hello. Look before and after, okay? Okay, now I try to give it whole new life. It looks good. It looks good. Yep. Alright. We'll catch you later, Sam. Okay, brother. Have fun, okay? But be careful. Yeah, you too. Alright. Thank you.
Mến chào tất cả mọi người. Hôm nay vợ chồng mình đi lấy tàu bự này đi ra ngoài Clearwater. Vừa mới làm xong cái ghế ngồi đó. Thì mình lại mua ticket. Ủa, ticket sao? Không thấy gì. Rồi tàu chuẩn bị rời bến nha. Ồ, bye bye nha. Em review tàu mới cho coi nha. Đây, thấy ghế mới chứ. Không phải tàu mới mà ghế mới. Đây là chỗ này là ông captain ông ngồi. Đây có cái sink. Nè, có cái sink nè, có cái thùng rác. Đi rộng đã lắm đi. À, tàu này là rộng rãi, tha hồ mà ngồi, mà nằm, mà đứng, mà nhảy đầm cũng được nữa. Nhảy có nhảy gì khác không? À, không biết. Anh Quy, ở dưới tàu có nhảy gì khác không? Thôi anh Quy ơi, thôi anh em mình làm cái đi. Vô cái nhé, làm cái thì hiểu lòng. Bữa nay mình có mời một diễn viên điển trai ở Virginia xuống nè. Đó. Đang available, độc thân vui tính. Họ là chơi song dông. Mời, happy Sunday. Bữa nay mình đi câu cá thử coi có cá không nha. Cá béo là cá gì ta? Thì lát dính biết nè, cá béo là béo cá đó. Cá nó mình nướng mỡ nó chảy ra. Nướng lạnh là không mà thấy nó tê tê nha. Lạnh sao không lạnh? Thiệt hả? Ừ. Cái này có phải mình yếu không? Không. Sao
nó nãy đó anh yếu ra chưa? Thì yếu thiệt, lạnh. Em bây giờ tới cái chỗ câu cá rồi nè. Cầu cái cá cũng dữ lắm đó nha. Đâu? Cầu đó, bởi đồ tạm tích rồi đó. Ủa, cái đó đó hả? Để câu thử coi có con cá nào không nha. Xuống đó cá trong cái gốc đó chắc nhiều lắm anh hả đó, hy vọng ok quay hết rồi đó. Yeah, ăn cơm đâu. Good shit. Đó là cá không đó nha. Đó, thả xuống là ăn liền luôn á. Được chưa? Nếu nó ăn là ok, chị anh thấy không? Lúc đang chảy đâu vậy? Nó chảy gì đây? Để cho chảy ra. Này, bây giờ chuẩn bị lấy câu nha. Chuẩn bị câu cá. Câu. Con gì vợ. Tối là tối đến là cua nó bò ngang qua mình vớt đó. Có cua ăn nữa. Có chứ. Có bao nhiêu vớt đó thôi à. Có đâm nữa. Đâm luôn. Này là đâm luôn không? Ở trong anh thùng nó đựng đồ dữ lắm, nhiều lắm á nha. Tàu này chứa được 12 người. Đầy đủ tiện nghi. Để cho cô câu cái này nghe không? Yes. Đây là cần của mình đây. Anh nào đi trên mũi chơi quê. Đâu vào trong quê hả? Chơi trên mũi thấy không? Đâu. Anh quê bỏ xuống lệnh rồi này. Chờ mọi người chờ nha, để coi một lát có con cá gì lên đây. Con cá gì? Mấy người này đang chuẩn bị mắc lưỡi, làm lưỡi để chuẩn bị câu cá. Khai trương trước nha. Rồi làm đi. Cái máy câu kia em để đi khổ rồi. Không mà. Câu phía sau hả? À, cá còn chưa thấy mà thấy mực không à. Thank you.
giờ à. Ồ, còn đây là live well để cho cá sống. Mới dính cá là ngộ ghê không? Cá là cá gì vậy anh? Cá mối. Cá mối. Cá này ăn được xương không à? Thì mình thả xuống đi. Hay dính cá hết giấy luôn à. Xíu coi cá nó ăn. Đó, 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 thấy giật giật thấy không? Chờ đi. Ai câu cá trước là 20 đồng không? Ủa, nó giật heo không? Nó giật heo không? Rồi 20 đồng. Ủa đâu rồi? Còn mồi y nguyên à? Mà con gì đâu nó ăn giật nãy giờ mà. Ok làm lại đi. Nổ, mình câu mình phiêu được mà. Cát chứ.
patient, giống như là phải chờ đợi thiệt là lâu mới được. Tại vì câu cá đâu có bao giờ cá mà nó ăn liền đâu, phải chờ đợi là hạnh phúc. Hồi xưa cái chỗ này á, quăng xuống là nó ăn, quăng xuống nó ăn nhiều cá lắm, mà từ lúc mà biển nó red tide á, nên nó biển bị ô nhiễm á, cho nên nó bớt rồi. Gió hơi lạnh lạnh, xe xe lạnh lạnh, vào mùa thu rồi. Ủa có con cá nữa kìa. Con cá này hoài hả? Ừ, nãy giờ mấy con anh đừng có giục được rồi, kho đủ đủ nồi để ăn được rồi. Nè kho tộ ngon lắm á, thấy không? Hồi nãy giờ ba con rồi đó, ăn kho ngon lắm á anh. Lấy đi, lấy đi, lấy đi mồi, lấy đi. Chừng chục con là kho đủ nồi cơm rồi đó. Bây giờ bắt mồi tiếp nha, hết mồi rồi. Anh này nãy giờ câu chưa có con cá nào hết. Anh kia đóng tuần nãy giờ chưa xong. Mình được có ba con rồi đó nha. Xuống coi như cái chỗ là cái ổ của nó đó. Ừ. Thả xuống nó rỉ à, không có con cá nào khác hết ta. Giờ mình đi đổi chỗ đi ha. Giờ mình để coi kiếm một con nữa, lên coi con cá gì, xong rồi mình đi nướng thịt ăn. Mọi người hãy chờ cái video này tới phút chót nha, nhiều chỗ để câu, mình sẽ chạy chỗ khác câu cá khác, cá nhiều lắm á. Cái này là chỗ đầu tiên thôi, để câu để lấy mồi á, lấy cá lên để lấy mồi. Sẽ ra rồi câu cá lớn. Lát đó chạy ra cửa biển á, câu cá lớn. Ở Florida này á, sướng cái là biển anywhere, là chỗ nào cũng có người về biển hết trơn á. Muốn câu cá nơi nào cũng có hết trơn á. Chiều chiều ấy, là xách tàu đi hoặc là câu trên bờ cũng được. Cũng không có xa đâu mà 15 20 phút là có chỗ câu à. Câu cá tươi về ăn. Tới đâu? Làm mình bất an luôn à. Đâu? Nó. Thôi được rồi, để nó. Xuống nó ăn. Vui. Nè.
bà. Đó, cái tàu này thấy rộng rãi không? Anh chị em nào mà từ phương xa đó, miền Bắc đó, mà muốn xuống đây muốn trải nghiệm câu cá hoặc là ra đảo tìm hải sản, bắt ốc thì xuống đây liên lạc với tụi mình. Tụi mình sẽ tận tình, tận tâm, tận lực. Muốn tìm hạnh phúc thì tới đây đó, anh đó đang available. Anh này thì có chủ rồi nha. Có chủ. Thì nồi nấu trong đó thôi. Tới chiều nó ăn à, câu cá thường tới chiều nó ăn à. Này mình câu dưới chân cầu nè, thấy không? Chứ cái cầu này đó nó đi ngang là người ta đi trên cầu là đi clear water bridge á. Biển Clear Beach là đẹp nhất năm mùa quanh luôn. Ngồi luôn đang nè. Đang mà đang dính nè. Chưa. Anh chụp cái đó bỏ sắp luôn á. Hả? Vậy anh coi lại anh đi. Hả? Trời ơi. Đó. Florida ai nói là nóng, nóng đâu, nó cũng lạnh chứ sao. Tới mùa thu cũng lạnh chứ sợ luôn. Giỡn à. Hồi xưa thì nó không lạnh dữ lắm đâu, mình giờ như trái đất nó thay đổi hay sao. Florida cũng tạnh luôn, mai mốt mình sẽ có tuyết luôn á. Bây giờ câu cá không có mà người câu thì đói bụng rồi. Bây giờ mình đi nướng thịt ăn trước đi ha. Nướng thịt trước đi đó, thấy không ngon không? Không biển không biển rồi ăn steak kỳ á, phải ăn cá mới đúng chứ. Anh cá kia đâu, anh bỏ anh nướng ăn thử anh. Nướng steak xong đi. Cá đời ngon rồi, cái bóng mà ngon. Nướng hai miếng luôn đi để con hết ga. Ôi, miếng steak bự hơn cái lò nữa. Coi anh này anh lạnh đây nè. Lạnh rồi. Nên ra cửa biển lạnh nữa đó anh. Ồ, câu cá mập á, mồi coi như là đặc biệt luôn á. Còn lát nữa nếu mà cá không ăn mà lấy thịt bò mình câu luôn được không? Thấy quen ta. Khăn ở nhà chứ đâu cũng quen. Quen nè. Thơm quá nè. Có áo này áo đi. Đi đám cưới mà đi mặc đi con cá luôn. Thôi, đỡ không có. Anh này lạnh quá rồi, chịu hết nổi rồi. Wow. Trời ơi, anh muốn mua cà quát không anh? Cà quát thì sang lắm á. Kệ tôi, đỡ lạnh là được rồi. Rồi, giờ chơi tiếp. Cà quát sang lắm á. Ừ, cá ở Xiêm Y. Có dầu thơm không?
Có lấy cá chét lên nữa thôi mà. Vậy nó mới ăn như thế. Rồi sao không chơi tiếp. Đỡ không đâu không? Áo mà. Áo tay dài cũng đỡ không? Thay áo mà con dừa anh. Nè. Dừa có cái khúc này nè, không dừa nè. Khúc khúc dừa rồi không dừa hả? Nâu no, vòng 2 không dừa. Vòng 1 thì dừa. Nó hơi phì nhiêu. Vòng 1 dừa, vòng 2 không dừa. Không đỡ. Không đỡ. Không. Cảm ơn chú Huy. Đây thịt bò bây giờ. Ôi lửa lên đây nè, hấp dẫn chưa? Đi đâu mà có Tina là không bao giờ sợ đói, lúc nào cũng có đồ ăn hết trơn á. Hồi nãy lạnh lấy tay kiếm được cái áo, bây giờ lạnh cái quần, lạnh hai cái chân. Hai chân không có quần, vậy lấy cái khăn quá. Chắc cũng hết hết rồi, bây giờ áo mình có về được không? Sao nắm được rồi. Mà sao rau luôn. Đó. Này là mốt thời trang mới rồi nha. Đẹp không? Ok không? Đẹp mà. Ấm là được rồi thôi. Thôi thấy anh này quay phim câu cá mua đen không? Cá ăn nè, cá ăn nè. Cá ăn hả? Ăn nè. Ăn nè. Chết mày nè. Thôi. Trời, cuối cùng cũng được anh, cuối cùng cũng được con hả? À, vô này, ha, ha. Wow, đâu? Thấy chưa? Ồ, cá gì vậy? Nghe nói Cần Thơ xa lắm, ở cuối cùng bên đồi sụp tối không được con cá. Trời, cá này cá gì? Cá này nó kêu con cá gai nè. Trời ơi, bữa em gửi đi củi đi kêu hết á. Cá này nè, nó bự vậy nè. Ừ, không ai bắt nó đó. Thôi tối rồi thả về nhà với gia đình đi con. Rồi, được câu con cá là được rồi. Nay. Thôi giờ chuẩn bị đi về anh ơi. Bữa nay câu không có cá. Anh muốn trời lạnh quá. Làm ăn hợp tác với anh Toàn á. Trời lạnh quá. Thôi bây giờ chuẩn bị đi về. Thôi xếp cần câu đi về. Tối xuống rồi. Trời lạnh quá. Mà nó gió nữa cho nên không có gió không sao mà nó gió quá. Lạnh quá. Ôm xíu lạnh quá trời luôn rồi. Lạnh quá. Thấy không, thấy gió mà thổi nước biển nó tăng. À, kéo neo lên. Cháy không bên anh ơi. Lúc nào cũng gì vậy? Lúc nào cũng bên không vậy? Mình mới thay bóng đèn hả? Không biết, để nó coi. Lên rồi. Để đi về mọi người ơi. Ở trên cuối tầng đi về luôn. Đó. Hả? Ở cuối tầng về luôn. Đó, xa xa cũng có người đang câu nữa kìa. Hả? Lần nào cũng rớt nón lá thân thương của mình hết trơn á. Đây rồi. Tối đẹp quá ha.
rồi tàu đã cập bến. Giờ xin tạm biệt mọi người nha. Xin hẹn mọi người video kế tiếp. Trời lạnh quá rồi, phải đi vô.